Xe đạp thể thao VIP.com xin chào ạ. Vâng, hôm nay xe đạp đua carbon Sava 2 Civic Cuồng Phong, sản phẩm bom tấn của năm 2021 đã về. Shop tiến hành gửi xe cho các anh đã cọc tiền trước tại shop. Cảm ơn các anh đã chờ đợi 2 tháng để đón đợi em Sava 2 Civic tuyệt đẹp này. Và shop đang mở thùng 4 chiếc xe đạp đua Sava 2 Civic để kiểm tra xe gửi cho các anh. Chiếc xe đầu tiên là chiếc xe của anh, của chú Cốp ở Gia Lai. Chú đã đặt chiếc size 48 màu đen xanh. Và chiếc thứ hai là chiếc của anh Tuấn ở Hà Nội. Anh cũng đặt chiếc size 48 màu đen xanh. Chiếc thứ ba là chiếc của anh Hưng ở Đồng Nai. Anh đặt chiếc Sava 2 Civic size 48 màu đen đỏ. Và chiếc thứ tư là chiếc của anh Hải ở Hồ Chí Minh. Anh mua chiếc Sava 2 Civic đen đỏ size 48. Còn đây là sản phẩm bom tấn Sava Colorado X chạy đĩa và nha. Thì shop cũng chia sẻ là hôm nay hàng đã về và các anh không phải chờ đợi đâu. Shop tiến hành kiểm tra xe và gửi cho các anh luôn. Vâng, cảm ơn các anh đã đến shop tin như shop chờ đợi suốt thời gian qua. Và đây hiện tại thì shop cũng chia sẻ là Sava 2 Civic thì đã về đủ size. Có size 48, size 50, size 52 và có 4 màu, đó là màu đen đỏ, màu đen xanh, màu đen ghi và màu đen cam. Đó là màu rất là mới và sử dụng rút Shimano 105R7000 gồm 4 món, đó là tay đề lắc, gạt đĩa, gạt níp, líp Shimano 105R7000. Đó, thì shop cũng chia sẻ sơ bộ như vậy. Và cái bộ bê đan này bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Bộ bê đan theo xe thì đối với lô hàng mới nhất này thì xe gửi về cùng một bộ bê đan theo của hãng rồi nha. Thì lô hàng này thì hãng Sava Việt Nam thì không tài trợ đôi bê đan như lô hàng trước. Đấy, bạn lưu ý là không, hãng Sava Việt Nam thì không tài trợ đôi bê đan như đợt trước và vẫn sử dụng đôi bê đan từ hãng xe đạp Sava. Đôi bê đan từ hãng xe đạp Sava để phục vụ xe. Và vấn đề thứ hai là hiện nay cái rút đồ Shimano 105R7000 đang rất là khan hiếm và tăng giá rất là nhiều. Thì cái lô hàng này shop nhập về thì đã cái giá nhập vào đã tăng giá rất là nhiều bạn nhé. Thì từ trước nay thì hãng Sava thì đã hỗ trợ giá rất là nhiều để đảm bảo cái mức tiêu cho tiêu dùng cho người dùng. Tuy nhiên cái lô hàng này về thì đã tăng giá từ hãng Sava. Và shop xe đạp thể thao VIP.com thì cũng chia sẻ bạn là những chiếc xe đạp của 4 khách hàng đây đã đặt tiền trước đợi hàng về thì shop vẫn giữ bán theo cái giá cũ đã chốt với shop. Còn những khách hàng tiếp theo thì giá sẽ tăng lên là 900k, tức là 900.000 đồng trên một xe bạn nhé. Sẽ tăng giá lên 900.000 đồng trên một xe. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp đua Sava 2 Civic này thì có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả hoặc truy cập trong web xe đạp thể thao VIP.com để xem chi tiết và xem báo giá tại trang web luôn. Thứ hai là bây giờ shop kiểm tra xe thì cũng sẽ review sơ bộ cho bạn xem luôn. Đây cũng như cũng chia sẻ với bạn đó là Sava 2 Civic. Đây một tên xe được ghi đây bạn nha, 2 Civic Cuồng Phong. Xe đạp đua bom tấn năm 2021. Xe được sử dụng khung carbon. Khung carbon này, cùng càng carbon này, cọc in carbon. Và carbon sử dụng cho chiếc 2 Civic đây là carbon siêu xịn bạn nha, siêu xịn. Đó là sợi carbon Mark T800 của nhà máy Tuda Nhật Bản. Chiếc khung sườn này thì được hãng Sava bảo hành lên tới 5 năm và bộ chỉnh động bảo hành 1 năm thì bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng. Và cũng như chia sẻ đó là cái xe này sử dụng rút Shimano 105R7000 sản xuất tại Nhật Bản. Và hãng Sava là một hãng lớn nên là luôn có những rút cao cấp như này để lắp như những chiếc xe đạp bom tấn như này. Tay đề lắc, gạt đĩa, gạt líp, líp Shimano 105R7000, xích sử dụng xích cao cấp KMC, bộ đùi đĩa trục giống của hãng đồ Will Victor ở đời cao bạn nhé. Nhôm cao cấp, 2 đĩa và 11 nít, tức là xe này có 22 tốc độ, sẽ rất ít luôn. Vành nhôm 2 lớp sử dụng vành các CNC rất chính xác cũng như là độ cứng cao. Lốp sử dụng lốp của hãng Continental Ultra Sport 725-25, một cặp lốp tiêu chuẩn của xe đua. Và đây, như bạn để thấy là màu xanh này,
màu xanh, màu đen đỏ, sẽ rất đẹp. Có 3 size đó nhá, size 48, 50 và 52. Nên bạn có chiều cao bao nhiêu, bạn thích màu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với shop có số điện thoại 0983315936 để được tư vấn chọn màu, chọn size và mua xe nhận xe nhanh nhất. Thì đến với shop xe đạp thể thao Vịnh Sài Gòn. Và ngày thì shop giao xe rất là nhiều, nên là để đảm bảo giao đúng hẹn, đúng thời gian thì shop sẽ chốt đơn trước 3 giờ chiều hàng ngày. Còn những đơn hàng chuyển cọc sau 3 giờ chiều thì sẽ delay và chốt chuyển vào ngày hôm sau. Đây là chiếc Sava Colorado và màu đỏ. Cái này của anh Hiền ở Phan Thiết, Bình Thuận. Đây, sử dụng phanh đĩa dầu Shimano Tiagra sản xuất tại Nhật Bản. Phanh đĩa dầu rất chất luôn. Hãng Sava là một hãng danh tiếng chuyên sản xuất xe đạp thể thao cao cấp và có rất là nhiều model xe cao cấp. Để bạn thích model nào, bạn chọn model đó thì đến shop xe đạp thể thao Vịnh Sài Gòn. Và đây là một loạt phụ kiện shop cũng đã chuẩn bị sẵn để gửi kèm theo xe và sẽ đóng cùng với thùng trong xe bạn nhé. Cùng trong xe. Gọng bình nước, chân trống, bê đan mua thêm này. Shop có cả phụ kiện hết luôn bạn nhé. Và bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao Vịnh Sài Gòn. Hãy liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936 để được tư vấn và mua xe nhận xe nhanh nhất. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao Vịnh Sài Gòn. Vào khung giờ 9 giờ sáng 20 giờ tối ngày, shop luôn đăng tải và cập nhật những video mới giới thiệu đến những sản phẩm shop đang bán trên thị trường. Và qua những video này, chắc chắn bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý. Còn bây giờ, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thank you.